Buổi hôm trước thì chúng ta đã làm việc về các khái niệm cơ bản của Photoshop, bao gồm là giới thiệu về chương trình, làm quen giao diện, giới thiệu những cái khái niệm cơ bản nhất về Photoshop như là điểm ảnh, như là vùng chọn, như là các công cụ tạo vùng chọn, bao gồm ba nhóm đó là Mackie, Luxo và nhóm Major One. Chúng ta cũng đã làm một cái bài tập tổng hợp về các cái cách sử dụng các công cụ rời cũng như là các cái công cụ kết hợp để chúng ta lựa chọn và lấy được các cái thành phần trong một bức ảnh để sắp xếp nó trở thành một cái sản phẩm mới. Đó. Thế thì bài hôm trước thì tôi đã giới thiệu rồi. Đó là một cái bài cũng tương đối là cổ điển của Adobe. Thì hôm trước thì tôi cũng có cung cấp cho các bạn thêm một cái bài, hai bài nữa, cũng với cái mục tiêu là làm quen với các cái nhóm công cụ, tạo vùng chọn và cũng là sắp xếp các thứ. Thì cái bài thứ hai thì nó tương đối giống bài thứ nhất, nó chỉ khác về mặt là hình ảnh mà chúng ta sử dụng trong quá trình làm thôi. Thế còn cái bài này là cái bài tương đối mới, nó là cái bộ tài liệu của Adobe phiên bản CS6. Thì cũng ngoài cái việc là giúp chúng ta lựa chọn thì nó cũng có liên quan thêm một số các cái kỹ năng hoặc là một số các cái phần nó mới hơn một xíu. Thì tôi cũng sẽ dùng cái bài này để nhắc lại cái nội dung của bài học hôm trước và chúng ta cũng làm quen thêm một chút với lại những cái khái niệm mới. Thế thì cũng như hôm trước, thì chúng ta cũng sắp xếp hai cái bài, một bài là cái bài tài nguyên, đúng không? Một bài là bài đã thực hiện xong rồi và chúng ta trình bày nó ở hai bên song song với nhau như thế này để chúng ta có thể quan sát cái quá trình làm việc cũng như là cái cách thức mà thực hiện cái bài, làm sao để từ cái tài nguyên nó trở thành cái bài giống như cái bài chính. Thế thì ở trên màn hình thì các bạn nhìn thấy chúng ta có một số các đối tượng mà chúng ta sẽ lựa chọn. Ví dụ như đây là một cái đĩa này, một cái vỏ sò này, một cái vỏ ốc anh vũ này, một cái nhành san hô này, một cái nhãn đính dán lên sản phẩm này, một cái đĩa khác cũng có chứa một số các cái ốc hoặc là mảnh san hô, vân vân. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn lựa và chúng ta sẽ sắp xếp nó lại trở thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh giống như là bên này. Thế thì ngoài các cái thao tác mà lựa chọn và xử lý thì các bạn cũng thấy là chúng ta cũng còn có một chút nữa là nó có một cái sự đổi màu ở trong cái nhãn dán và có cái sự nhân bản ở đây. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các cái thao tác như sau. Trước hết là chúng ta sẽ lựa chọn và chúng ta lấy những cái đối tượng rời nữa. Thế để thực hiện thì chúng ta làm cũng rất là đơn giản thôi. Khi mà các cái đối tượng cần lựa chọn thì chúng ta có thể chọn lựa một cách hợp lý một trong các cái công cụ mà hôm trước chúng ta đã trao đổi. Đấy, công cụ nào mà nó sẽ giúp chúng ta xử lý sự vụ một cách nhanh nhất thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó. Ví dụ trong trường hợp như thế này, chúng ta có thể là chọn bằng cái công cụ gì đây ạ? Direct Selection. Đấy. Thế thì với Direct Selection thì các bạn chỉ việc là chọn một hoặc hai lượt nhấp thì nó sẽ tự động tính toán cái giá trị tổng của màu ở trong cái khu vực mà chúng ta chọn và nó sẽ giúp chúng ta chọn được ngay. Thế nhưng mà thay vì việc là kéo từ cửa sổ nọ sang cửa sổ kia thì có lẽ là chúng ta sẽ xử lý nó ngay ở trong cái bài này thôi. Chúng ta sẽ nhân bản. Đó, chúng ta sẽ nhân bản này lên. Và cách đơn giản nhất là khi các bạn có vùng chọn cho một cái đối tượng rồi thì các bạn nhấn phím Ctrl G. Khi chúng ta nhấn Ctrl G thì nó sẽ nhân bản cái vùng hình ảnh ở trong cái vùng chọn đó lên thành một cái layer mới.
Đây chúng ta có thể quan sát. Và bây giờ tôi đã có thể là nhắc nó lên và tôi đưa nó ra cái vị trí mà bài mẫu đã đặt. Lưu ý rằng là những cái thao tác lựa chọn thì các bạn muốn chọn cái gì thì các bạn phải xem xét giúp tôi là có làm đúng ở trên cái layer mà chúng ta cần lấy hay không. Bởi vì ví dụ như là ở trong layer này thì hôm trước tôi đã nói với các bạn về cái khái niệm là mỗi một layer là một cái tầng riêng biệt và nó sẽ chứa một số các cái vùng điểm ảnh để thể hiện cho một đối tượng nào đó. Khi mà tôi tắt hoặc bật một cái con mắt ở phần layer đó thì nó sẽ ẩn hoặc hiện cái layer, và đây thì chúng ta cũng thấy rất rõ cái layer này nó chỉ chứa điểm ảnh mà liên quan tới cái mảnh này thôi. Nếu như mà các bạn lại chọn một cái đối tượng khác mà các bạn chọn ở trên này thì rõ ràng là các bạn sẽ không chọn được, tại vì đối tượng nó không nằm ở trên này. Đấy, do đó thì khi tôi chọn một cái phần đối tượng khác thì tôi lại phải về đúng cái layer gốc, lớp background mà đang chứa các đối tượng này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn thêm một số các cái đối tượng khác, ví dụ như là đối tượng này, thì chúng ta quay trở lại với cái khái niệm sử dụng ellipse đi. Đó, chọn công cụ ellipse này, vẽ đại ra một cái vòng này. Sau đó thì đừng nhả phím chuột ra, các bạn nhấn phím cách đẩy nó lên trên đỉnh này, rồi di nó sang bên cạnh trái. Sau đó thì nhả phím cách ra và tiếp tục kéo xuống phía dưới cho tới khi nào mà nó khớp được. Nếu chưa khớp được hoàn toàn, các bạn nhấn phím cách, các bạn dịch thêm một chút nữa cho nó khớp hẳn vào trong cái phần mà các bạn lựa chọn, và sau đó nhả phím cách ra, các bạn co tiếp bên phía phải một chút thì các bạn sẽ lấy được cái đối tượng mà các bạn cần. Sau khi mà chúng ta chọn được rồi thì cũng vẫn lệnh Ctrl G như vừa nãy, và lúc này thì chúng ta sẽ nhân bản được cái layer chứa cái đĩa này, và tôi lại đưa nó lên phía trên này giống như là trong bài mẫu. Đây là cái đối tượng thứ hai mà chúng ta đã lấy. Tiếp theo thì tôi sẽ còn phải lấy cái vỏ chai này, con ốc anh vũ này, cái nhánh san hô này. Thế đối với cái công cụ này thì chúng ta có thể là xử lý bằng cách là vẽ vùng chọn đúng không ạ? Sau đó nếu như các bạn chọn Measure One và các bạn trừ cái nền đi. Nhưng mà ở đây, đấy, tôi nhắc lại là khi mà chúng ta bấm vào như thế này thì các bạn thấy là nó báo không được. Lý do vì sao? Đúng như tôi vừa mới nói, vì chúng ta đang chọn nhầm lớp đúng không? Đấy, cái đối tượng chúng ta cần là nó nằm ở background này cơ, cho nên là muốn trừ đi thì chúng ta phải chọn đúng được nó. Đó. Đến đây thì tôi cũng đã lấy được cái vỏ chai và cũng lại tiếp tục thao tác Ctrl G nhân bản nó lên. Đến đây thì chúng ta sẽ đặt nó vào trong cái địa điểm của nó, nhưng mà cái góc độ của cái vỏ chai này so với lại cái đĩa mẫu này thì rõ ràng là không giống. Đó. Và lúc này thì chúng ta sẽ làm quen lại với lại cái nhóm lệnh này, Edit. Hôm trước thì chúng ta làm việc ở phần Transform thì chúng ta mới chỉ giới thiệu với nhau về một số lệnh, ví dụ như là lật theo chiều ngang hay lật theo chiều dọc. Thế ở trên này thì có một số các lệnh để quay theo một số các cái số mẫu, ví dụ như là quay 180 độ, 90 độ xuôi chiều kim đồng hồ hoặc là 90 độ ngược chiều kim đồng hồ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có những cái lệnh khác. Và những cái lệnh này thì mỗi lệnh thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết một vấn đề, hoặc là co kéo về mặt tỷ lệ, hoặc là xoay, hoặc là kéo xiên, hoặc là bóp méo, hoặc là tạo ra một cái cách trình bày có cái tính phối cảnh. Tuy nhiên để mà xoay một cách đơn giản nhất thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh phía trên này, không phải transform mà là free transform. Khi chúng ta nhấn lệnh free transform thì nó sẽ xuất hiện các cái tài năng điều khiển bao xung quanh này, và bằng việc là để trỏ chuột gần vào cái điểm điều khiển ở góc, các bạn thấy nó chuyển thành cái mũi tên hai đầu như thế này thì các bạn có thể là xoay cái đối tượng theo cái góc cần thiết. Sau khi xoay xong thì các bạn có thể là enter xác nhận cái thao tác, và lúc này thì chúng ta đã xoay được cái góc cho cái vỏ sò. Tương tự như vậy thì cũng có cái thao tác dành cho cái nhánh san hô đó. Bây giờ chúng ta cũng lấy những cái phần bên ngoài đó, nhấn an và sử dụng cái công cụ là Measure One để chúng ta trừ ngược cái phần nền trắng đi, Ctrl G để nhân bản. Đến đây thì chúng ta nhân bản được xong cái mẫu này.
và chúng ta đặt vào vị trí. Phần còn lại là gì? Một con ốc anh vũ và cái nhãn. Thế thì cái con ốc anh vũ này thì hình của nó thì nó cũng không phải phức tạp, tuy nhiên là cái nền của nó thì nó lại nhiều màu, do đó thì cái việc mà ví dụ như là chúng ta sử dụng cái công cụ như là máy nhảy tích này chắc là nó cũng không có phù hợp, tại vì là màu nền nó đổi, do đó thì công cụ phù hợp hơn có lẽ chúng ta lại sử dụng lại cái quick selection này. Bằng cách là sử dụng quick selection thì chúng ta bấm chọn một vài cái thì chúng ta có thể là mở rộng cái vùng chọn ra này, chúng ta phóng lớn lên đó. Đây có vẻ là bị hơi quá rồi. Chúng ta sẽ xử lý nó bằng một cái công cụ khác đi. Đây thì chúng ta đã chọn xong được con ốc và chúng ta nhân bản nó, Ctrl G. Đến đây thì chúng ta đưa nó vào vị trí và việc cuối cùng là xử lý nốt cái nhãn. Con ốc xong rồi. Thì bây giờ đến cái nhãn. Cái nhãn thì ở bên bài này thì các bạn nhìn thấy là nó chỉ có một cái thôi. Còn bên này là nó có ba cái. Đồng thời có một cái vấn đề nữa là màu của nó thì có vẻ như là không giống như là cái màu của cái mẫu. Như vậy là chúng ta sẽ phải có thêm một cái thao tác là can thiệp vào cái giá trị màu. Đối với cái việc lấy cái mẫu này thì tương đối là đơn giản. Đó. Tôi chỉ việc là chọn đúng cái mẫu này thôi. Sau khi mà chọn xong cái mẫu thì tôi cũng nhân bản nó lên, Ctrl G, nhân bản nó lên và bây giờ thì chúng ta sẽ đưa nó lên, Ctrl G. Đến đây, chúng ta lấy nó và chúng ta đặt nó vào vị trí. Bây giờ quan sát thì các bạn nhìn thấy có mấy vấn đề. Một là số lượng thì bây giờ chúng ta mới có một. Đó. Hai là cái kích thước thì cái này của chúng ta nó cũng sẽ tương đương với lại cái mẫu nhỏ này rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý thêm về màu.
Ở đây thì nó có thêm một cái lệnh, một cái khái niệm rất là đơn giản, đó là đảo ngược. Đấy. Đảo ngược thì hôm trước là tôi đã trao đổi với các bạn về cái thao tác là đảo ngược vùng chọn rồi, đúng không? Thế còn bây giờ thì chúng ta có một cái khái niệm khác, đó là đảo ngược màu. Đảo ngược màu thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lệnh, đó là Ctrl Y ngắn. Khi mà chúng ta nhấn lệnh Ctrl với phím Y ngắn, đó là lệnh convert, thì nó sẽ đảo ngược hoàn toàn các giá trị hiện tại của cái đối tượng của chúng ta đang xử lý. Chỗ nào là đen thì nó sẽ thành trắng, chỗ nào là xanh thì nó sẽ thành đỏ. Nói tóm lại là nó sẽ nghịch đảo hoàn toàn các giá trị hiện có. Đó. Sau khi mà chúng ta đảo nghịch được màu rồi, vậy là chúng ta đã giải quyết xong được cái vấn đề màu, và chúng ta sẽ tiếp tục bằng cách là nhấn phím An và chúng ta kéo, chúng ta nhân bản cái đối tượng mà đang xử lý này. Đến đây thì tôi buông chuột ra, thì tôi đã nhân bản bằng cách là kéo giữ An của đối tượng. Số lượng thì bắt đầu nhân được lên 2, nhưng mà kích thước thì nó vẫn chỉ là giống như cái bài mẫu thôi. Do đó thì lại Ctrl T để làm xuất hiện cái Burning Box, cái hộp điều khiển. Để co kéo thì chúng ta sẽ bấm vào một trong các tay lái điều khiển này để co kéo. Tuy nhiên để kéo lên mà nó vẫn giữ nguyên được cái phần tỷ lệ thì chúng ta sẽ kéo từ góc để kéo cùng một lúc cả hai chiều, chiều ngang và chiều dọc, và đồng thời để đảm bảo về mặt tỷ lệ giữa các cái cạnh thì chúng ta sẽ giữ shift, chúng ta kéo. Giữ shift thì nó sẽ đảm bảo tỷ lệ nó không làm méo đi khi mà chúng ta thay đổi kích thước. Đến đây thì tôi đã kéo được cái đối tượng thứ hai, và lặp lại thao tác đó, nhấn giữ An, kéo tiếp và nhân bản cái đối tượng mới nữa. Đó. Nhả chuột ra thì tôi nhân bản xong, lại Ctrl T thêm một lần nữa và lại giữ Shift, kéo cho tới khi nào mà cái nhãn này nó lớn lên. Đến đây thì về mặt tổng quan, số lượng cũng như là về vị trí của đối tượng thì chúng ta đã giải quyết xong. Nhưng còn một cái vấn đề nữa là cái kích thước của đối tượng sau khi hoàn thiện thì thứ nhất là chúng ta chưa đúng cái kích thước đó, và thứ hai là vẫn còn tồn tại rất là nhiều thứ ở bên ngoài. Đấy, và do đó thì chúng ta sẽ xử lý tiếp như sau. Ở bên này thì chúng ta sẽ xem bằng cách là nhấn Ctrl A. Với cái phím lệnh Ctrl A này thì chúng ta đã tạo ra được cái vùng chọn toàn bộ của cái đối tượng này, và bằng cách là xác định cái vùng chọn như thế này thì tôi có thể kéo nguyên cả cái vùng chọn từ bên nọ sang bên kia. Đấy. Và bằng cách là kéo cái vùng chọn như thế này thì tôi có thể là có một cái vùng chọn bằng đúng luôn cái kích thước của cái bài mẫu ở phía bên tay phải đó. Và đến đây thì tôi đặt nó vào vị trí. Khi đã có được cái vùng chọn này thì tôi sẽ dùng vùng chọn này như là một cái xác định kích thước để tôi cắt cúp cho cái đối tượng ở bên tay trái. Các bạn sẽ vào menu Image. Trong menu Image này các bạn sẽ tìm thấy cái lệnh Crop ở trong đó. Lệnh này nó sẽ thực hiện cắt bất cứ cái gì nằm trong cái vùng chọn thì nó sẽ giữ lại, và những cái gì nằm ngoài vùng chọn thì nó sẽ bỏ đi. Đến đây thì các bạn đã nhìn thấy rằng là chúng ta đã cắt cúp được cái kích thước của cái bài này và nó giống như bài mẫu rồi. Thế và cuối cùng thì còn lại một chút những cái tàn dư của những cái phần mẫu cũ thì chúng ta sẽ xử lý nó một cách hết sức là đơn giản, đó là tôi sử dụng một công cụ bất kỳ vẽ làm sao để tạo ra được vùng chọn liên quan đó. Và khi mà đã có trong vùng chọn rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lệnh fill, đó. Lệnh fill thì hôm trước là chúng ta đã giới thiệu rồi, edit này, fill này, và chúng ta chọn màu trắng, hoặc nếu mà không phải là trắng thì các bạn sẽ sử dụng chính cái công cụ đo màu. Cái này thì nó sẽ xuất hiện trong mấy trường hợp như sau: một là chúng ta sử dụng chính công cụ ở trong hộp công cụ, hai là ở trong lệnh fill này khi mà chúng ta đang muốn là chọn một mẫu màu nào đó thì các bạn có quyền là gì đấy ạ, sử dụng cái công cụ này các bạn đo, là ví dụ color này đó. Đấy, các bạn bấm vào đâu thì nó sẽ lấy mẫu màu ở cái phần mà các bạn bấm, sau đó thì nhấp ok xác nhận, ok thì nó sẽ dập xóa đi luôn cái đối tượng mà các bạn muốn dập xóa. Thì đến đây thì chúng ta đã có được cái bài đã thực hiện giống như bài mẫu. Tuy nhiên là ở đây thì các bạn nhìn thấy là nó có một số các cái layer khác nhau đó.
chúng ta có thể để như thế này, hoặc nếu như mà cần thiết thì các bạn có thể là ép nó xuống trở thành một cái ảnh chỉ có một lớp duy nhất. Cái việc này thì chúng ta sẽ thực hiện bằng cách là vào trong layer này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có một số các cái lệnh. Đấy. Chúng ta có một số lệnh như là lệnh Markdown, lệnh Mark Visit, lệnh Flatten Image. Thì tôi sẽ giải thích thêm một chút. Về mặt nguyên tắc thì thường thường là nếu đã tách bạch được cái đối tượng ra thành một layer thì nên giữ nó ở layer riêng. Đấy là trong trường hợp nó vẫn còn cần phải chỉnh sửa. Thế còn nếu như mà cái bài mà nó đã hoàn thiện rồi và chúng ta cần gửi đi đâu đó đấy, thì tốt nhất là nên ép lại. Nó sẽ ít lớp đi, nó sẽ dễ là gửi đi hơn khi mà nó là một cái ảnh nó chỉ có một lớp duy nhất. Thế thì nếu mà các bạn nhấn lệnh Markdown thì có gì xảy ra? Markdown có nghĩa là khi các bạn chọn một layer bất kỳ nào đó, layer này đã được điểm xanh lên rồi mà các bạn sử dụng lệnh Markdown thì nó sẽ ép cái lớp hiện tại dán vào với cái lớp ngay bên dưới nó, và hai cái lớp đó nó sẽ dính vào với nhau thành một. Còn trong trường hợp mà chúng ta sử dụng lệnh Merge Visit, Visit đây chính là ở cái khái niệm ở cái mắt này, cái mắt mà đang được bật thì đấy chính là cái khái niệm Visit đó. Còn Invisit là chúng ta tắt cái mắt này đi. Và nếu như mà chúng ta sử dụng lệnh Visible, Merge Visible thì có nghĩa là nó sẽ ép toàn bộ những cái layer nào đang được bật mắt lên và bỏ qua những layer mà tắt mắt đi. Đấy. Thì nó chỉ làm việc với những cái layer mà nó đang được hiển thị thôi. Thế còn trường hợp thứ ba là trường hợp flatten thì nó không quan tâm là có bao nhiêu layer, có phải chọn hay không, thì nó sẽ ép tất tần tật vào với nhau. Nếu như tất cả các layer mà đang được bật như thế này thì nó sẽ ép tất cả vào với nhau thành một cái duy nhất. Còn nếu mà có layer tắt thì nó sẽ hỏi các bạn thêm một câu là bỏ qua những cái layer mà bị tắt nhé. Đấy, và trong khi trường hợp như thế thì chúng ta sẽ có một cái ảnh duy nhất và một lớp đó, và như thế thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên đấy là cái trường hợp mà tôi xin nhắc lại, đó là trường hợp mà chúng ta đã giải quyết xong hết tất cả vấn đề rồi, không còn cái gì nữa, không phải chỉnh sửa gì nữa thì mới làm như thế, và đấy cũng là cái trường hợp mà chúng ta gửi đi thôi. Còn ở trên máy chúng ta nếu vẫn còn xác nhận là còn chỉnh sửa thì cái việc mà để riêng từng layer đấy là việc sẽ tốt hơn cho chúng ta, thì chúng ta muốn chỉnh sửa thì chúng ta không phải chọn lựa lại nữa. Thế thì đấy là một cái bài mà nó cũng nhắc lại một phần về cái khái niệm mà hôm trước chúng ta đã trao đổi với nhau về các công cụ, về các cách lựa chọn, và hôm nay thì nó bổ sung thêm một chút các cái vấn đề, ví dụ như là cái lệnh transform như thế nào, đúng không? Ví dụ như là những cái nhân bảng, các cái vùng chọn bằng cái phím lệnh Ctrl G. Khi mà chúng ta có một vùng chọn thì chúng ta Ctrl G, chúng ta sẽ nhân bảng cái phần ở trong cái vùng chọn lên thành một cái layer mới với các điểm ảnh giống hệt như các cái điểm ảnh nó đang nằm ở trong cái vùng chọn mẫu. Và chúng ta cũng làm quen thêm một cái khái niệm mới là cái khái niệm invert để đảo ngược màu, cũng biết thêm một cái là cái lệnh crop bằng cái vùng chọn. Thì đấy là một số các cái bổ sung mới. Thế thì bây giờ các bạn có thể là thực hành nhanh một xíu, bài này tương đối là đơn giản. Thế thì chúng ta thực hành nhanh một chút, sau đó thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp tới một số các cái lệnh. Ví dụ như hôm trước chúng ta đã nói sơ bộ đến những gì nhỉ? Chúng ta đã nói đến phim, thì hôm nay tôi sẽ giải thích với các bạn cho nó xong cái phần mà liên quan tới phim này, đúng không? Hay là vừa nãy chúng ta đã nói tới transform hoặc là free transform thì chúng ta sẽ dứt điểm luôn cái vấn đề này. Vừa nãy chúng ta đã nói đến crop thì tôi cũng sẽ nói tiếp công cụ crop để giúp các bạn hình dung ra tất cả những cái phương pháp cắt cứ chỉnh sửa, cắt cúp cái ảnh như thế nào. Đấy, thế bây giờ thì các bạn là làm nhanh vài phút cái bài này, sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần mới.